Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại với channel của mình. Và mình là người lạ. Trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn bộ sưu tập mới tới từ thương hiệu giày Dean Cox mà mình đã làm rất nhiều những bộ sưu tập của họ trên kênh rồi. Và ngày hôm nay mình có tất cả lên tới là 6 mẫu giày tại đây, với lại nhiều cái phần có thể nói là mục đích lựa chọn khác nhau. Và có một đặc điểm chung giữa các mẫu giày ngày hôm nay, đó là nó sẽ đều có những màu sắc cơ bản, đó là đen và trắng. Mình không biết tại sao ở thời điểm cuối năm này thì Dean Cox họ ra cái bộ sưu tập mới này gồm những màu sắc nó hết sức là cơ bản như thế này. Nhưng mà theo mình thì đây là một cái bộ sưu tập cũng hợp lý, tại vì nó phù hợp với nhiều cái loại mục đích lựa chọn như mình đã nói, cũng như là chúng ta sẽ có những cái khác biệt giữa các cái mẫu giày này. Thì cả ba, quên mất, cả 6 mẫu giày ngày hôm nay thì mức giá của nó dao động từ 430.000 đến 490.000. Chúng ta sẽ có tất cả là 3 mẫu giày với lại 6 phối màu có ở đây. Thì cái mẫu giày đầu tiên đó chính là Dean Cox phiên bản D20 như thế này. Chúng ta sẽ có một mẫu full trắng và mình có ở đây bên cạnh nữa là một mẫu full đen. Thì D20 này là dành cho những người mà thích những phần màu sắc cơ bản, trơn và không quá màu mè nổi bật, không quá nhiều điểm nhấn. Đó. Mẫu thứ hai là mẫu D10 thì nó sẽ có phần màu sắc như thế này. Nó cũng là trắng và đen. Đây là trắng nhưng mà đế bên dưới nó sẽ có màu cao su, là màu gâm đậm một chút. Và ngoài ra thì màu đen của nó sẽ có điểm nhấn đến từ cái phần đế bên dưới này màu trắng. Thì chúng ta không có màu đen trơn giống như D20 nữa. D10 này thì nó sẽ có một vài điểm nhấn như vậy. Cuối cùng thì đây là một mẫu bụi bặm hơn một chút. Đây là D26. Chúng ta sẽ có mẫu giày bằng vải canvas và màu của nó thì nhìn rất là bụi. Đấy, thì tất cả 6 mẫu giày ngày hôm nay, mỗi mẫu nó sẽ có những đặc điểm hay riêng và lát nữa mình sẽ mô tả. Thì link của cả 6 sản phẩm này sẽ có bên dưới phần mô tả video. Bây giờ thì mình sẽ đi vào chi tiết. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng xem qua về những sản phẩm Dean Cox D20. Thì với 3 cái mẫu D20 này, chúng ta sẽ có 3 màu khác nhau, gồm có trắng hoàn toàn, trắng đen, tức là có một cái điểm nhấn màu đen ở phía gót mà thôi. Và đây là màu đen tất cả luôn. Thì với 3 mẫu này, nó đều sẽ có chung một cái mức giá, đó là 490.000. Đây là mức giá cho cả 3. Và với việc chọn size của mẫu D20 này thì đây là một đôi giày size fit vừa vặn, tức là chúng ta đi bình thường là 4 mấy hay 3 mấy thì mẫu này cũng vậy luôn. Bình thường mình đi 41 thì cả 3 mẫu này mình đều đi 41 thì hoàn toàn là ok, kể cả là tất mỏng lẫn là tất dày mình đều thấy ok cả. Rồi, thì mình sẽ mô tả lần lượt từng cái mẫu một. Mình có ở đây đầu tiên đó là một mẫu trắng hoàn toàn. Thì như là mình đã nói trong rất nhiều những video thì chúng ta luôn cần ít nhất là một mẫu giày trắng ở trong tủ đồ. Những cái mẫu giày trắng này chúng ta chỉ cần hình dung thôi là chúng ta cũng biết được là mỗi khi đi nó lên chân ấy thì nó sẽ làm sáng cái trang phục của chúng ta hơn khá nhiều. Đương nhiên nó phải là trắng nhá, chứ không phải là màu kiểu là nó ngả hơn là màu trắng. Tức là khi mà chúng ta có một đôi mà mẫu giày nó màu chu oai như này, đây là một mẫu màu trắng hoàn toàn. Nó không có nghiêng sang màu kiểu nó không nghiêng sang màu ngà, không nghiêng sang màu sữa nhiều đâu, mà nó gần như là trắng hoàn toàn, màu chu oai ấy. Thì đây là một mẫu giày như vậy. Toàn bộ nó đều màu trắng luôn. Như bạn nhìn thấy thì cả đế dưới, đế cái phần upper bên trên lẫn là tất cả những chi tiết bên trên này có thể nhìn thấy thì nó đều có màu trắng hết. Không có một chi tiết nào là nó sẽ lẫn màu khác khác vào đây cả. Đó, đây là một mẫu giày trắng hoàn toàn và đây là một trong những mẫu mà mình đánh giá là có nhiều người sẽ cần đến nó, tại vì đương nhiên rồi, nếu mà chúng ta cần một đôi giày trắng chỉ để đơn giản thôi là nó làm sáng cái bộ trang phục thì đây là một sự lựa chọn. Cùng với đó là những đôi giày trắng ấy nó sẽ phù hợp cho rất nhiều những loại mục đích khác nhau, ví dụ như là chúng ta đi những sự kiện lịch sự chẳng hạn. Chẳng ai đi đám cưới mà lại mặc toàn bộ đồ đen hết, mà chúng ta cần đến những đôi giày như thế này, ví dụ như thế. Những đôi D20 này thì nó sẽ có toàn bộ phần thân trên, chất liệu nó sẽ từ da, nhắc lại đó là toàn bộ luôn. Thì chúng ta sẽ có upper là rất nhiều những mảnh da khác nhau và cái mức độ mềm cứng của cái da này là bình thường. Nó không mềm cũng không cứng, đảm bảo cho việc giữ form tốt. Và những cái đôi giày Dean Cox này mình đánh giá cao ở điểm đó là nó thường sẽ có cái phần bè ra ngang như này, tức là cái phần sỏ, phần trần chúng ta sỏ vào khá là rộng rãi. Cùng với đó là cái thân giày nó cũng rộng ngang hơn một chút, tại vì vốn cơ bản là chân người Việt ấy không quá thon. Tức là về số đông mình thấy là nhiều người chân bè, múp thì cũng tùy người thôi nhưng bè là chiếm số đông hơn là chân thon. Thì đây, chúng ta sẽ có một cái form giày rất là dễ dàng để đưa chân vào cũng như là đi nó cũng thoải mái. Với đôi giày này thì da nó sẽ kéo dài từ phần mũi này cho đến lên tận cái phần, đây là phần lưỡi gà. Và như bạn có thể nhìn thấy thì lưỡi gà này chúng ta sẽ có logo, nhưng logo lần này không được in, không được may lên và nó được giật chìm. Cái logo hơi mờ mờ một chút này thì nó là cái logo của Dean Cox, logo mới giống dạng hình cánh buồm như thế này. Đó. Và bên hông này thì chúng ta sẽ có da đơn giản thôi. Nó sẽ không có quá nhiều những họa tiết hay chi tiết gì đó. Đây là một đôi giày hết sức là đơn giản và cơ bản. Đây, cái phần da này thì đây là miếng da thứ hai, là cái phần panel ở giữa, một cái miếng da nổi lên phần buộc dây. Bên này cũng thế. Và đằng sau này chúng ta sẽ có một miếng da đệm gót, cùng với đó là một cái miếng ở trên đỉnh gót như thế này.
Thì đấy, toàn bộ chúng ta sẽ có là da hết. Còn lại thì dây dày nó sẽ là dây dày dẹt màu trắng đồng màu với lại màu của da. Cùng với đó thì bên trong thì chúng ta có được bọc vải mesh, một lớp vải cũng khá là đủ ok để chúng ta đi nó cảm giác nó ok hơn. Và bên dưới này thì đây là họa tiết đế. Như các bạn thấy thì họa tiết đế này chắc chắn là Dinkox học tập họa tiết đế từ những đôi Superstar tới Adidas hoặc là những đôi Blazer tới từ Nike. Chúng ta sẽ có một họa tiết đế rất là quen thuộc. Họ làm theo hai cái mẫu giày nổi tiếng đó. Thì coi như là học tập theo mẫu nào thì cũng như nhau thôi, tại vì nó cũng tương tự như vậy. Thì chúng ta sẽ có một cái mẫu đế dưới như thế này. Nói chung là mình đánh giá mẫu đế này là ổn, nó là ổn, không phải là xuất sắc quá, cũng không phải tệ quá. Và phần giữa này thì chúng ta sẽ có những họa tiết được dập. Thì cái phần đế giữa này thì nó là một cái miếng cao su. Đây là một miếng cao su dán lên nữa. Và đường chỉ màu trắng nó may thì như thế này. Đó, đường chỉ màu trắng may để khâu đế với là phần upper bên trên thì nó như vậy. Nói chung thì cũng không có gì để mô tả quá nhiều. Đằng sau này chúng ta sẽ có một miếng dán nữa, có tên thương hiệu Dinkox ở đây. Cũng không có gì phải mô tả quá nhiều, đơn giản đây chỉ là một đôi giày trắng để chúng ta phục vụ những mục đích có thể nói là dễ hiểu và cần thiết. Ở bên trong này chúng ta sẽ vẫn có một lớp lót quen thuộc được dán khá chắc vào bên trong. Và lớp lót này rất là êm. Nói chung là bạn nào đã đi qua những đôi giày Dinkox thì sẽ thấy được là lót của họ được làm khá là tốt. Khi mà chúng ta sẽ có một lớp vải canvas ở đây và bên dưới là một cái lớp đệm đi cho cảm giác tốt, khá là êm. Đây size được in luôn, đây là size 41. Và con tem thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ có bên trong như thế này. Đó, con tem thì nó sẽ hơi chìm một chút. Nói chung là cái cảm giác đi của mẫu này là khá ok. Chúng ta đi vào sẽ thấy là thoải mái chân bên trong, do là nó không bị bó quá về hai bên này cũng như là cái lớp lót ở bên dưới, cái insole là êm. Đó, đây là mẫu true white trắng hoàn toàn luôn. Tiếp theo thì mình sẽ có một mẫu tương tự như vậy, nhưng mà nó sẽ có thêm một cái miếng da ở đây màu đen mà thôi. Thì nếu như bạn nào cần một cái điểm nhấn khác đi thì đây là một mẫu dành cho các bạn. Tuy nhiên thì nó chỉ có duy nhất một điểm nhấn như vậy, còn lại thì nó hoàn toàn giống với mẫu màu trắng kia. Tức là chúng ta sẽ không có thêm điểm nhấn gì màu đen nữa. Theo mình thì với cái mẫu màu sắc được gọi là trắng đen này thì kể ra hãng cần thêm một vài chi tiết màu đen nữa ở bên trên phần upper này để nó rõ ràng hơn. Ví dụ cái miếng dán ở đây nó sẽ thành màu đen. Ví dụ như là cái logo dập chìm ở đây thì nó sẽ có viền đen. Thì nó sẽ hợp lý hơn là cái việc mà chúng ta chỉ có duy nhất một cái miếng da gót như thế này. Thì nói chung là cũng tùy cách chọn của mỗi người. Nhưng mà đối với việc là có quá ít những cái phần chi tiết màu đen ở trên đôi này thì mình, nếu là bản thân mình thích hơn cái mẫu màu trắng hoàn toàn kia. Đó, mẫu này là y hệt, nó chỉ khác mỗi cái miếng da này mà thôi. Và cuối cùng thì là một cái mẫu mà mình nghĩ là có nhiều bạn nam sẽ thích. Đây là một mẫu dài đen hoàn toàn luôn, nó đen tuyền luôn ấy. Thì cũng như là hai mẫu kia, nó sẽ được làm từ da. Và da này thì nó bóng lên một chút xíu và chất lượng da là giống y hệt. Còn lại thì chúng ta sẽ chỉ có khác duy nhất, đó là màu sắc mà thôi. Thay vì việc là cái đôi kia toàn bộ nó sẽ có màu trắng thì đôi này nó toàn bộ màu đen luôn. Đen từ phần dưới đến ngoài, đen từ phần upper cho đến dây dày luôn. Và dây dày y hệt như vậy, nó được nhuộm đen. Và đơn giản thế thôi, nó không có gì phải mô tả nhiều cả. Đến cả phần vải mesh bên trong này cũng màu đen luôn. Nói chung thì đây là một mẫu giày dành cho những bạn mà ưa mặc những trang phục màu tối. Và thực tế ra thì mình gặp rất nhiều những bạn nam đi những đôi giày đen kiểu như thế này. Mà đen, đã đen là phải đen hoàn toàn luôn giống như thế này, chứ không phải là kiểu đen chỗ này xong rồi chỗ khác để sáng lên hoặc cái nào đó. Thì đây là một trong những đôi giày mà mình nghĩ là có rất nhiều, nó thuộc về gu của rất nhiều người. Thì mình cho rằng đây là một trong số những mẫu giày trơn mà các bạn có thể để ý đến. Các bạn có thể thấy được là với những mẫu D20 này ấy, thì nó sẽ có một tính chất chung, đó là nó mang màu sắc rất là trơn. Tức là chúng ta thấy này, trơn đen. Trơn đen, trơn trắng. Và đây cũng là trơn trắng nhưng có thêm một điểm nhấn đằng sau gót. Thì đây là những mẫu giày phù hợp cho những người thích đơn giản, không thích quá nhiều chi tiết rườm rà. Mà đây là vốn nó cũng là những mẫu giày đơn giản nữa. Tức là chúng ta sẽ không có quá nhiều điểm nổi bật cho những đôi giày này. Nó chìm vừa đủ. Tức là ví dụ nhá, nếu mà chìm theo kiểu là đen tuyền này thì chúng ta sẽ có một mẫu giày mà không quá gây chú ý. Nhưng chìm theo kiểu trắng này thì nó cũng không gây chú ý. Tại vì mặc dù màu trắng nó đã gây chú ý, nó đã sáng lên rồi, thế nhưng mà nó không có gì đó nó quá nổi bật. Nó giống như là một khối màu liền mạch vậy. Thành ra là đây là những đôi giày dành cho những người mà thích cái phong cách cơ bản và đơn giản thôi. Tiếp đến thì đây là hai mẫu giày với hai màu sắc đối nghịch trắng và đen. Nó có tên mã là D10. Thì với những mẫu D10 này thì mức giá của nó sẽ thấp hơn một chút. Nó sẽ có mức giá là 430.000. Thì đây là một mức giá cũng được, theo mình là cũng được. Với cái mẫu này thì mô tả là như thế này. Đầu tiên rằng nếu như chúng ta chọn trơn thì chúng ta đã có D20 rồi. Còn D10 này thì sẽ là một mẫu mà nó không trơn. Tức là mặc dù rằng là thân trên của nó toàn trắng toàn đen, thế nhưng mà nó sẽ có một vài điểm nhấn. Ví dụ như là cái đôi trắng trước đi. Đôi trắng trước thì đây là một phần màu sắc thiết kế rất là kinh điển. Khi mà chúng ta sẽ có bên trên upper nó là màu trắng, không phải trắng true white như vừa nãy. Nó sẽ hơi ngà hơn một chút. Màu trắng này thì nó sẽ không hoàn toàn trắng như vừa nãy, nó ngà hơn một chút. Da cũng mềm hơn một chút. Và đặc biệt thì là phần đế gâm. Đây là một cái phần đế mà rất kinh điển, khi mà chúng ta sẽ có rất nhiều những mẫu giày nổi tiếng trên thế giới mà nó luôn được liệt vào danh sách những mẫu giày đi cùng năm tháng. Đặc biệt là một số mẫu như Reebok hoặc là Nike thì chúng ta sẽ có luôn có những mẫu giày ở bên trên màu trắng.
da màu trắng và bên dưới đế nó sẽ có màu gươm như thế này. Có thể rằng có nhiều người sẽ không thích những phần đế màu gươm này, nhưng mà nói thật rằng nó thuộc về một cái gọi là truyền thống rồi. Với cái mẫu dài màu trắng này thì Dinkox làm cũng khá khéo léo khi mà họ đã làm hai phần màu sắc gươm, tức là chúng ta sẽ có cái phần nửa bên trên này thì gươm nó đậm hơn, còn phần nửa bên dưới này thì gươm nó nhạt hơn một chút. Thì đây cũng là một cái điểm nhấn trong thiết kế. Và bên trên thì chúng ta sẽ có một phong cách nó cũng khá giống như là cái đôi A20 vừa rồi, khi chúng ta sẽ có một cái miếng da ở đây, tuy nhiên thì da nó chỉ kéo dài đến đây mà thôi. Còn bên trên này chúng ta sẽ có một cái phần hỗn hợp chất liệu, khi mà chúng ta sẽ có một miếng da mỏng hơn mà nó cũng có một phong cách cũng khá là hay. Đây chính là lưỡi gà của mẫu D10. Thay vì việc là dập chìm lên, chúng ta sẽ có một cái miếng vải, và đây chúng ta sẽ có vài miếng da được may lồng lên nhau. Và thật ra bản thân mình đánh giá cái lưỡi gà này là một lưỡi gà khá là ổn, tức là thay vì cái truyền thống là chúng ta may liền cái vải mesh bên trong với lưỡi gà, chúng ta sẽ có một cái lưỡi gà mang cái cảm giác rất là cao cấp, nó giống như là những đôi Saint Laurent mà mình đã từng làm ấy. Thì chúng ta sẽ có một cái lưỡi gà mà sẽ có hai phần da được may lên nhau như thế này, nó mỏng hơn, nó không được bo và nó không được may hẳn vào cái phần mesh bên trong, mà da nó cũng mềm hơn nữa. Như bạn nhìn thấy thì chúng ta thấy được luôn những cái vân da nhăn ở đây. Thì đó, đây là một mẫu giày mà mình nghĩ là nó sẽ dành cho những người mà muốn điểm nhấn chứ không phải là muốn nó trơn hoàn toàn. Đằng sau là chúng ta sẽ có một miếng vải màu trắng đen nữa được may luồn lên bên trên, và da mẫu này là mềm hơn, chúng ta thấy được luôn những vết nhăn như thế này đây thì nó sẽ mềm hơn. Và đương nhiên rồi, vẫn sẽ là những dây trắng, và dây này thì nó cũng không màu trắng hẳn mà nó màu ngà hơn một chút, thì nó cũng phù hợp hơn với lại cái màu sắc của đôi giày. Và đương nhiên bên trong chúng ta vẫn sẽ có lớp lót như vậy, và nó sẽ có màu trắng với dòng chữ cũng như size ở bên trong như vậy. Thì đây là một mẫu giày mà mình nghĩ là nó sẽ có những điểm nhấn riêng và đặc biệt nhất. Thì theo mình nó phù hợp đến từ cái việc là bên trên màu trắng hơi sữa một tí, cùng với đó là bên dưới đế màu gâm, đó khá là ok, đế ngoài như vậy luôn. Còn đối với lại cái đôi màu đen này ấy, thì nó cũng sẽ có điểm nhấn riêng là như thế này. Với đôi màu đen thì phần da nó cũng tương tự như mẫu kia, tức là nó mềm hơn một chút so với lại cái mẫu D20. Thế nhưng mà nó sẽ có điểm nhấn nằm ở cái việc là cái phần này, phần đế ngoài này, nó sẽ có phần dưới này nó màu trắng. Đó, như chúng ta thấy thì nếu như toàn bộ màu đen thì nó đã không có gì để nói, tại vì điểm nhấn nó không quá nhiều. Đế ngoài nó đã màu đen rồi, thế nhưng mà chúng ta sẽ có cái phần này màu trắng. Đó, khá là ok. Còn lại thì những chi tiết khác nó sẽ giống với lại cái mẫu kia, khi mà chúng ta sẽ có những phần kết cấu da, rồi thì những phần da được may lên nhau, rồi thì logo thương hiệu hoặc là dây màu đen, rồi điểm giữ dây bằng da vân vân, nó giống như vậy. Và đằng sau chúng ta sẽ có một cái miếng vải giống như thế. Nói chung thì với mẫu này sẽ dành cho những người mà thích màu đen nhưng mà họ không muốn là một cái màu đen trơn. Thì đấy, chúng ta có nhiều sự lựa chọn, đen trơn thì chọn D20, mà đen có điểm nhấn thì chọn mẫu này D10. Đó, đây là hai mẫu, và nếu là bản thân mình ấy, mình thích hơn là cái mẫu màu trắng này, tại vì như mình nói đó là thân màu trắng và đế màu gâm. Đây là cái thiết kế rất là kinh điển. Màu gươm là một cái màu mà có lẽ là nếu như ở hiện đại người ta sẽ không gặp nhiều và cũng không ưa thích nhiều. Nhưng mà đây là một cái màu cực kỳ là retro. Đây là một cái màu cực kỳ truyền thống. Nếu như chúng ta nhìn thấy những đôi giày cũ, chúng ta sẽ thấy được là cái màu này được sử dụng nhiều ở quá khứ như thế nào. Và cuối cùng là mình có một cái mẫu giày không giống ai trong 5 mẫu giày vừa rồi có ở đây. Thì đây là cái mẫu có tên là D26, và nó sẽ có màu black là màu đen, với mức giá chỉ 430.000. Mẫu này thì nó không được làm từ da, mà nó làm được nhiều nhất là từ vải canvas. Và như các bạn nhìn thấy thì vải canvas nó có mặt ở đây, kéo lên lưỡi gà, có ở hai bên hông như thế này. Và đằng sau thì chúng ta mới có da. Với mẫu này thì đặc điểm đầu tiên đó là nó mang cái bộ đế cao giống như là cái bộ sưu tập gần nhất của Dinkox mà mình đã làm. Thì nó sẽ giúp các bạn cao thêm được khoảng 3-4 phân. Đế này sẽ cao hơn bình thường. Chính vì vậy cho nên là chọn size nó sẽ không phải là true size giống như D10 và D20 vừa nãy. Mà với mẫu này chính vì là đế bên trong nó sẽ cao hơn, thành ra là cái phần này này, cái phần chỗ những ngón chân này nó sẽ ép vào hơi nhiều một chút. Nếu như mà chân bạn thon nhỏ và các bạn đi tất mỏng thì đi true to size đôi này ok. Nhưng mà nếu các bạn bè múp ấy thì nên cộng thêm một size. Và nếu mà các bạn đi tất dày ấy cũng nên cộng thêm một size, tại vì nó sẽ khiến cho là cái khoảng này của chúng ta dễ thở hơn. Nếu mà đi true to size ấy, chỉ phù hợp với những người mà như mình đã nói buộc phải có hai điều kiện, đó là chân không múp, tức là chân thon bình thường, và các bạn đi tất mỏng thôi thì nó đi vẫn ok. Nhưng mà nếu mà đi tất dày mà chân lại bè múp thì chắc phải cộng đấy. Ví dụ bình thường mình đi 41 mà chân mình mà bè hoặc là múp phải đi 42. Đó. Với mẫu này thì mặc dù rằng đây là vải canvas nhưng mà nó cho chúng ta một cảm giác là nó rất giống vải jean khi mà nó dày, và nó sẽ có mức độ xù lên nhất định, tại vì bình thường canvas nó cũng sẽ không xù sẵn như thế này. Và những cái họa tiết ấy thì nó sẽ được làm những pattern chéo sọc sọc như thế này, khá là đẹp. Thì với cái mẫu này ấy, họ làm theo một cái phong cách khá là bụi bặm, khi mà chúng ta sẽ có những cái mẫu vải nó giống như là được wax lên, giống như vải jean wax lên ấy. Thế nhưng mà nó vẫn là vải canvas thôi. Chúng ta sẽ có không phải là màu đen tuyền, không phải màu xám, mà nó loang lổ một chút, khá là đẹp. Thì nó mang tính bụi bặm nhiều hơn. Đó, các bạn nhìn thấy ở đây này, chúng ta sẽ không có một màu trơn và nó sẽ như kiểu là được wax lên vậy. Đó, như thế này. Và ngoài ra thì cái phần da ở đây cũng vậy, nó được làm xước nhẹ nhẹ
Phần da này thì không phải là da bóng, nó được làm xước nhẹ nhẹ rất phù hợp với màu giày này. Và có một điểm nhấn màu trắng là cái miếng da ở đây. Còn lại thì đế toàn bộ nó sẽ có màu đen luôn. Mặc dù nhìn đế thì có vẻ dày gục và cục mịch, thế nhưng mà nó sẽ không quá nặng, nó sẽ bình thường. Và đế ngoài thì nó sẽ như thế này, giống như là những cái đôi mà mình đã từng làm cho các bạn cùng xem. Đó, và điểm đặc biệt ở mẫu này thì mình thấy là những khoen này họ làm rất là đẹp. Những khoen này thì gồm có tất cả là 6 khoen và khoen trên cùng nó sẽ có màu đỏ. Và những khoen này thì nó sẽ có màu kiểu là màu nóng súng, bóng, đẹp. Nói chung thì mình rất thích những khoen như này. Nếu như mà nó đồng màu hoặc là nó màu đen thì nó lại không đẹp lắm bằng cái màu nóng súng như thế này. Và cái logo thương hiệu cùng với đó một vài chi tiết màu thì nó có ở đây. Dincox Shoes với màu trắng, đỏ và đen. Trắng, đỏ và đen nó có cả ở miếng da, à quên nhầm, miếng vải được may bên hông này nữa. Chúng ta sẽ có trắng, đen, đỏ, đen, trắng. Đó, rồi ok. Và đây chính là tất cả 6 mẫu giày có trong video ngày hôm nay với lại nhiều mục đích chọn khác nhau. Như mình đã nói thì nếu như chúng ta cần một cái mẫu giày nào đó trơn, không quá nổi bật và nó đơn giản thì D20 với màu đen tuyền này, với màu trắng tuyền và màu trắng đen sẽ là sự lựa chọn hợp lý. Nếu chúng ta vẫn thích màu cơ bản là đen trắng thế nhưng mà vẫn muốn có một vài đặc điểm nổi bật để nó đỡ nhàm chán thì hai mẫu D10 này sẽ hợp lý nhất. Và ngoài cùng thì đây là một mẫu phá cách hơn bình thường với lại chất liệu của nó bằng vải để chúng ta có thể yên tâm hơn trong việc là đi mà không sợ rằng là da nó sẽ bị nhăn gãy hoặc là đơn giản là chúng ta sẽ đi một cái mẫu giày mà nó bụi bặm, nó mang phong cách khác đi so với những phong cách lịch sự của những mẫu này. Thì đó, có rất nhiều sự lựa chọn với nhiều phong cách cũng như là chất liệu và màu sắc khác nhau. Link của cả 6 sản phẩm này sẽ có bên dưới phần mô tả video này. Bây giờ mình sẽ đi cả 6 mẫu này trên chân để cho các bạn cùng xem.